100 lời dạy của Đức Phật giúp bạn nhận ra chân lý của cuộc đời. Hãy cùng nghe, cùng ngẫm 100 chân lý của cuộc đời vô cùng sâu sắc dưới đây. Mỗi lời dạy của Phật là một bài học cuộc sống quý báu. Hơn thì bị oán ghét, thua thì phải khổ sở. Thế nên hãy sống thanh thản, xả hết mọi sự hơn thua. 1. Nguồn gốc mọi khổ đau của con người chính là luyến ái. 2. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. 3. Trong sạch và nhơ bẩn cũng đều tùy thuộc nơi mình, không ai có thể làm cho người khác trong sạch hay ô nhiễm. 4. Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi chính tâm trí của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nghĩ. 5. Người chinh phục chính mình còn vĩ đại hơn 1.000 lần người chinh phục ngàn người trên chiến trường. 6. Nếu không tìm thấy ai để hỗ trợ trên con đường tâm linh, hãy đi một mình, không ai đồng hành với người chưa trưởng thành cả. 7. Không có nỗi sợ hãi với những ai tâm trí không ngập tràn ham muốn. 8. Nếu có điều gì đáng làm, hãy làm nó bằng tất cả trái tim. 9. Chính bạn phải phấn đấu, các chư Phật chỉ vạch ra con đường. 10. Những ai phá hủy được cội nguồn của sự ganh tị sẽ luôn bình yên trong tâm hồn. 11. Không có sự ô nhiễm nào lớn hơn sự thiếu hiểu biết. 12. Thế gian đau buồn bởi cái chết và sự tàn rã, nhưng người khôn ngoan không đau buồn vì họ nhận ra bản chất của thế giới. 13. Một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta nói điều hay. Người khôn ngoan là những người kiên nhẫn và không bị ràng buộc bởi hận thù và sợ hãi. 14. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị lụi tàn. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. 15. Người không cao quý làm tổn thương đến các sinh vật sống. Người cao quý không làm tổn thương ai cả. 16. Như cây nến không thể cháy mà không có lửa, người không thể sống nếu không có đời sống tâm linh. 17. Nếu tìm thấy một nhà phê bình khôn ngoan để chỉ ra những lỗi lầm của mình, hãy làm theo anh ta vì bạn sẽ được hướng dẫn đến kho tàng bí ẩn. 18. Bình yên đến từ trong, đừng tìm nó bên ngoài. 19. Khi đang sống trong bóng tối, tại sao bạn không đi tìm ánh sáng? 20. Bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc. 21. Người có trí tuệ hãy thổi bay những cấu uế của bản thân mình, như một người thợ rèn thổi sạch những cặn bã của chất bạc, từng tí một, từng cái một và từng lúc một. 22. Đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác, bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. 23. Người khôn ngoan có tính kỷ luật về thân, khẩu, ý, họ thực sự kiểm soát rất tốt những điều đó. 24. Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình. 25. Kiên quyết rèn luyện chính mình để có được sự bình yên. 26. Thiền định mang lại sự thông tuệ, không thiền định sẽ dẫn đến vô minh. Hiểu rõ những gì dẫn dắt bạn hướng về phía trước, những gì cản trở bạn
và lựa chọn con đường dẫn đến sự thông tuệ. 27. Hãy cho đi ngay cả khi bạn chỉ còn một chút. 28. Hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước giông bão. Những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê theo cách đó. 29. Đừng lãng phí một phút giây nào. Những phút giây lãng phí sẽ khiến bạn đi thụt lùi. 30. Nếu bạn quên niềm vui của cuộc sống và bị mắc kẹt trong những thú vui của thế gian, bạn sẽ ganh tị với những người đặt thiền định làm đầu. 31. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. 32. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào người, thì người khác cũng không có cách nào để gây phiền não cho bạn. Chính tâm bạn không muốn buông sôi nổi. 33. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đã đem đến nghịch cảnh cho mình. 34. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung rộng lượng cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. 35. Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. 36. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai. 37. Bạn có thể có tình yêu, nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên. 38. Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định bạn sẽ ân hận. 39. Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não. 40. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. 41. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình mới có thể thay đổi được người khác. 42. Bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài. Bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn. 43. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản. 44. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng của người khác. 45. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất cả ngàn lời. Xin bạn đa khẩu hạ lưu tình. 46. Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai. Giả sử bạn bị một con chó điên cắn một phát, chẳng lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát? 47. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ đến người bạn không hề yêu thích. 48. Mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình. Có như vậy, người khác mới khả dĩ tiếp nhận. 49. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao bạn phải chứa đầy những phiền não như vậy? 50. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít. Bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi, một ngày nào đó, khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn. 51. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện có người không có chân. 52. Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý một người, chi bằng bớt một chút tâm lực để phản tỉnh chính mình. Bạn hiểu chứ? 53. Hận thù người khác
là một mất mát lớn nhất đối với chính mình. 54. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt. 55. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não. Buông tình chấp, bạn mới được tự tại. 56. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn. 57. Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn. 58. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện. 59. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình. 60. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác. Nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình. 61. Muốn hiểu một người cần phải xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết họ có thật lòng không. 62. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu. 63. Người không tắm rửa thì càng sức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học, có đức tự nhiên thơm. 64. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của bạn đi. 65. Bạn cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế bạn sẽ rất đau khổ. 66. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc chữa. 67. Nói một lời gian dối thì phải bịa thêm 10 câu không thật nữa để đắp vào, cần gì phải khổ như vậy. 68. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì thì chẳng khác một kẻ phạm tội đi ăn trộm. 69. Quảng kết trúng duyên chính là không làm tổn thương bất cứ người nào. 70. Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. 71. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình. 72. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả. 73. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên, cho nên bạn cần phải tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên. 74. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn. 75. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua được hiện thực. 76. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người. Bạn dối người khác được, nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm của mình. 77. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác. 78. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì, chúng ta sống vì cái gì. 79. Đừng vì một chút tranh chấp mà lìa xa tình bạn chí thân của bạn, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác. 80. Cảm ơn đời với những gì mà tôi đã có, cảm ơn đời với những gì mà tôi không có. 81. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi. 82. Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây tổn thương, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người khác, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn. 83. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình. 84. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó. 85. Đa số mọi người cả đời chỉ làm được 3 việc: dối mình, dối người,
và bị người dối. 86. Chỉ cần tự giác tâm an thì Đông Tây Nam Bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình. 88. Khi trong tay bạn nắm chặt một vật gì đó mà không buông xuống thì bạn chỉ có mỗi thứ này. Nếu bạn chịu buông xuống thì bạn mới có cơ hội lựa chọn những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của chính mình, không chịu buông xuống, thì trí huệ chỉ có thể đạt được ở một mức độ nào đó mà thôi. 89. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai. Biết bao nhiêu người ngày hôm nay đã trở thành tàn phế. Biết bao nhiêu người ngày hôm nay đã đánh mất tự do. Biết bao nhiêu người ngày hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. 90. Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi. Tôi không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu. 91. Bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì bạn cần phải khống chế hiện tại. 92. Ác khẩu mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta. Cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu, bạn càng nguyền rủa họ, tâm của bạn càng bị ô nhiễm. Bạn hãy nghĩ họ chính là thiện tri thức của bạn. 93. Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta, nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ. Vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh. 94. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự khổ đau khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Bạn muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. 95. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ. Cái cần vứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta nhưng không thuộc về ta. 96. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ. 97. Lấy từ bi và ôn hòa để thắng nóng giận, lấy hiền lành để thắng hung dữ, lấy bố thí và lòng rộng rãi để thắng tham lam, lấy chân thật để thắng giả dối. 98. Lửa giận hờn một khi đã phát ra có thể đốt cháy và làm tiêu tan muôn mẫu núi rừng công đức. 99. Hận thù diệt hận thù là điều không thể có. Tình yêu diệt hận thù là định luật ngàn thu. 100. Không có con đường dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường. Chúc các bạn luôn sống hạnh phúc, tâm luôn bình an và đạt được sự thông tuệ.